Chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với cả nhà một món rất hay. Này được gọi là thực phẩm chức năng. Cũng là được gọi là tạm gọi là một gia vị. Đó là tỏi. Và dùng ngâm với mật ong nha cả nhà. Nhưng mà nói với cả nhà biết là tỏi thì trên thị trường nó có rất là nhiều loại tỏi, trong đó có tỏi Phan Rang, tỏi Lý Sơn, tỏi của Trung Quốc. Nhưng mà cả nhà làm xiên á, mà trong các loại tỏi thì tỏi Lý Sơn là một trong những loại tỏi là hàm lượng chất dinh dưỡng cao và rất là thơm nha cả nhà, nó không có hăng, cho nên khi ngâm với mật ong á là uống rất dễ uống. Còn cái tỏi Trung Quốc á là nó dễ lột, nó to tép, đồng ý, nhưng mà nó hăng lắm nha, ngâm với mật ong khó uống. Với lại cái hàm lượng chất dinh dưỡng thì dĩ nhiên không bằng tỏi Lý Sơn rồi, các bạn biết rồi, không cần phải giới thiệu nhiều. Là tỏi Lý Sơn thì nó ở cái vùng biển cách biệt đất liền, khí hậu ha, rồi đất núi lửa ha. Cho nên là cái vùng đó là nó cho ra một cái loại cát, cát trắng, rất là nhiều chất dinh dưỡng. Bên cạnh cát rồi người ta còn lấy cái đất núi lửa nữa, người ta trộn lại với nhau người ta mới trồng tỏi. Thì người ta làm đất rất là kỹ trước khi cho ra củ tỏi Lý Sơn. Cho nên hàm lượng chất dinh dưỡng ở trong củ tỏi Lý Sơn rất là cao, ăn thì rất là thơm. Tỏi Lý Sơn mà riêng cái tỏi tỏi này gọi là tỏi tép. Còn mà cái tỏi á, mà cô đơn á ở Lý Sơn thì nó rất là hiếm. Tỏi cô đơn ở Lý Sơn á, thì ví dụ như xào tỏi tỏi tép này thì nó chỉ có được 1-2 kg tỏi cô đơn thôi, nhưng mà tỏi cô đơn thì nó rất là đắt, nó trên 1 triệu một ký luôn nha cả nhà. Nhưng mà không cần thiết, chúng ta chỉ cần mua tỏi tép này á, là có thể làm được cái tỏi ngâm mật ong này rồi. Và mật ong thì chúng ta cũng dùng mật ong bình thường này thôi. Có nghĩa là mật ong này, mật ong được nuôi ở trên vườn cà phê nha cả nhà. Cho nên cái hoa cà phê nó cho ra cái mật ong này rất là tốt. Cái chai mật ong là từ trên xuống dưới là nó không có bị đường, nó không có bị lóng đường. Và nó dẻo và nó rất là chất lượng. Ở dưới đáy nó không có bị đóng đường, không có bị đóng đường. Thì cái mật ong này giá thành nó cũng rất là rẻ, 1 lít khoảng dưới 200 ngàn nha cả nhà. Cho nên là mình làm mình uống thì nó cũng rất là phù hợp với giá thành. Tương ứng thì các bạn chỉ cần là nửa ký tỏi này. Sau khi các bạn lột ra hết rồi, các bạn giã nó đi, giã hay các bạn băm gì nó cũng được, để nguyên tép cũng được, mà để nguyên tép thì ngâm nó lâu, nên tốt hơn nhất là chúng ta nên lấy cái dao băm nó đi nhỏ ra, hay là bỏ vô cái máy xay 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 cho nó dập 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 cho nó nhỏ ra, trộn với mật ong, trộn với nửa lít mật ong, cứ là một một nha, công thức là một một, nửa ký tỏi thì nửa lít mật ong. Các bạn hai cái các bạn trộn lại với nhau trong một cái thẩu thủy tinh, thẩu thủy tinh hay là một cái gì đó các bạn đậy lại, cái thẩu thủy tinh đi, rồi các bạn đậy lại trong vòng mà 5-7 ngày sau là các bạn đã dùng được rồi nha các bạn. Mỗi lần dùng thì chúng ta lấy cái muỗng, mà muỗng canh đó, chúng ta xúc một muỗng canh ha,
chúng ta xúc một muỗng canh bằng ngón muỗng ăn canh đó, chúng ta xúc một muỗng canh pha với nước ấm ấm loãng ra và chúng ta dùng một ngày hai lần. Như vậy là rất là tốt nha các bạn. Thì các bạn, cái tỏi mà ngâm mật ong á thì nó có những cái tác dụng như thế nào? Tác dụng là, một là người mà dùng tỏi mật ong này nó tăng sức đề kháng nè. Một cái thứ hai á, là trong mật ong thì có rất là nhiều vitamin cộng với tỏi nữa. Hai cái á, nó làm cho con người á, là dùng tỏi á, là nhìn nước da rất đẹp nha. Dùng một thời gian á, cỡ khoảng dài á, trên một tháng là nước da của mình á, là rất là đẹp. Nước da đẹp. Cái thứ hai nữa là nó tạo ra cho cái sức đề kháng cho cơ thể của mình khỏe mạnh, đẩy lùi đi những cái cặn bã trong cơ thể, độc hại trong cơ thể. Cái thứ ba nữa là nó làm cho cái sức khỏe của mình nó tăng cao sức đề kháng rồi thì chống chọi lại những cái bệnh dịch nha, như ví dụ như là cảm cúm rồi nha quý vị, rất là tốt. Đó là cái vấn đề tỏi mà ngâm mật ong. Thì đây là một trong những loại được gọi là thực phẩm chức năng, cũng như là một món thuốc gia truyền dân gian của người làm tỏi. Đa số những vùng miền làm tỏi thì người ta đã có kinh nghiệm này. Ví dụ như các bạn về đảo Lý Sơn thì các bạn hỏi những người làm tỏi, người ta cũng đã từng giã tỏi ra trộn như mật ong để người ta dùng. Rất tốt cho sức khỏe. Và ngoài ra thì có thể là phụ nữ á, chị em nào mà muốn cho da mình mà cho đẹp sáng lên á, mà nó sáng một cách tự nhiên á, thì nên nên làm và nên dùng thường xuyên, nên làm và nên dùng thường xuyên thì rất là tuyệt vời nha cả nhà. Nên là mình hôm nay mình chia sẻ với cả nhà cái món là tỏi ngâm mật ong uống rất là công hiệu. Công hiệu đó là nó nâng cao cái sức đề kháng, nó làm cho da dẻ mình đẹp. Đó là hai cái công hiệu căn bản nhất. Căn bản nhất tự vì nó một khi mà cái sức đề kháng của con người của mình đó mà nó cao rồi thì các bạn biết rồi đó. Là trong tỏi, trong mật ong thì nó bổ sung rất nhiều vitamin. Đó. Nhưng mà đặc biệt nhất là chỉ có cái tỏi Lý Sơn nha các bạn. Thì dùng đi, nó giá trị mà dễ uống nha. Rất dễ uống là tự cái tỏi Lý Sơn này nó thơm cho nó không có bị hăng. Các bạn nên nhớ một điều như vậy đó. Chỉ còn các cái loại tỏi khác các bạn làm vẫn được nha các bạn. Nhưng hiệu quả nó không cao bằng tỏi Lý Sơn. Nếu trường hợp các bạn mua không có tỏi Lý Sơn thì các bạn có thể mua tỏi phân rang cũng được. Hay là cuối cùng lắm thì mới dùng tới cái tỏi Trung Quốc tép bự kia, nhưng mà cái đó thì hạn chế đi. Chúng ta nên dùng mua cho được cái tỏi Lý Sơn thì cũng dễ mua mà các bạn ha. Còn không không có tỏi Lý Sơn thì các bạn dùng tỏi phân rang thì cũng có hiệu quả. Nhưng mà cái tốt nhất vẫn là tỏi Lý Sơn nha cả nhà. Hôm nay mình xin chia sẻ với cả nhà món tỏi Lý Sơn ngâm với mật ong và cách dùng. Thì sau khi trộn đều rồi, mỗi ngày các bạn dùng, cứ mỗi lần dùng vậy là một muỗng muỗng canh. Muỗng canh đó bằng ngón tay cái này nha các bạn, muỗng canh đó. Thì các bạn xúc một muỗng đó và uống với nước nóng, trộn với hòa với nước nóng ấm 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 rồi các bạn dùng. Rồi các bạn cứ dùng đi thì rất là hiệu quả, rất là hiệu quả và rất là đẹp da. Rồi một lần nữa xin chúc cả nhà mình
có dồi dào sức khỏe, có nhiều sức đề kháng để vượt qua những cái dịch bệnh nha cả nhà. Đây là một trong những thực phẩm được gọi là thực phẩm chức năng, làm để tăng sức đề kháng, Các bạn thấy clip này bổ ích cho cộng đồng, cho nhà nhà và dễ làm, thì các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ mình, cho mình sẽ làm chia sẻ với cả nhà những clip có nhiều cái kinh nghiệm trong cuộc sống hơn nữa cùng cả nhà nha. Thôi tạm biệt, chào cả nhà.